Chính cái danh thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của nhân duyên là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Chính cái danh xanh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăm, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăm, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh diệt của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăm, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăm, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tội của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tội của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô tội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu phiền não của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh hữu phiền não của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh vô phiền não của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thế gian của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh xuất thế gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tạp nhiễm của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thanh tịnh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc sanh tử của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc sanh tử của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc niết bàn của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thuộc niết bàn của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại nội của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại nội của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại ngoại của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại ngoại của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại lưỡng gian của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh tại lưỡng gian của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khả đắc của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của nhân duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh bất khả đắc của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là Đại Bồ Tát Chăng, Bạch Thế Tôn không?